giới thiệu với anh em, đó là một cái sản phẩm mới, đó là doanh số S20. Thì rất là nhiều anh em muốn mình hướng dẫn sử dụng con doanh số S20 này. Thì bên mình bán cũng đã lâu rồi. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái clip chỉnh con doanh số cơ bản về con doanh số này. Doanh số này nó có cái gì hay để cho mình sử dụng nó hiệu quả. Thì hôm nay mình chỉ anh em làm một cái cơ bản về chỉnh nó là cơ bản đi ha, nhanh. Chứ mình có thể hỗ trợ cho anh em là sử dụng một cách là trong gia đình hoặc là đi dàn nhạc thì nó rất là hiệu quả cao. Thì anh em có thấy nè, thì phần mềm của nó là như thế này. Anh em muốn tải về cũng rất là đơn giản thôi. Ví dụ như là mua bên mình một con doanh số này thì anh em có thể là trong đó nó có đĩa sẵn, có driver sẵn, hoặc là không có thì anh em cứ vào YouTube ha, vào Google ha, không xem đi. Ok, rồi anh em sẽ bấm vô là phần mềm doanh số. Đã, anh em thấy chưa? Thì lúc này mình có thấy thế nè, đây có hãng phối nhạc nè ha, làm vô đây. Anh em, đây là cái là cáp của nó, cáp mới và cáp của nền tảng này về ha, tùy theo. Cho nên nó có rất là nhiều nè, full V8-V7 gì, anh em nào biết xài cái đó. Thì anh em lăn xuống kiếm nè, nè, đây, S680 và S690 thì chung nghe anh em. Em nhấp cho tải về, tải về là xong. Thì phần mềm nó có cái gì? Đây, thì đầu tiên là cái mô xít, là mô xít nè. Nè, cái đề mặc định hết gì đây ha. Mic, effect, main out, top, center và surround. Để anh em xài ngõ nào ở đằng sau đó nó có hết. Có hết. Thì anh em cứ cắm vào ngõ nào thì mình chỉnh ngõ đó thôi. Đây, anh em thể theo mình chỉnh này nha. Thì bây giờ mình muốn, nếu mà mình sử dụng là không có shop á, thì gia đình á, thì anh em sử dụng là ngõ main đi. Em cứ để mặc định hết mặc định của nó đó. Cái ngõ out của nó nè, dụ mua ship nè, anh em để 120, để 130, echo, reverb. Thì cái ngõ mình đang nói chuyện là cái ngõ center nha. Thì cái limiter anh em mình để về không cho mình ha. Tức thì anh em chỉnh theo mình đi. 4 100. Rồi, đây là cái ngõ mình thu âm thôi. Giờ anh đẹp 90 đi ha. Rồi mình xíu mình cắt xong ha, ngõ này để thẳng ha. Còn ngõ anh em full nó có sub, anh em cắt cái 100 tới 120 tùy theo. Đó, anh em có để mặc định như vậy không hết ha. Này cơ bản chỉnh cho nhanh nha anh em. Rồi bây giờ phần này đó, hoặc hết. Bây giờ mình cái phần khi vợt nè, delay lên nè, 1 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
một hey, tùy thì mình để thôi. Là gọi nè, anh em cứ để cho mình nó mặc định đi. Bỏ đá là quản lại ha. Rồi, đây là delay nghe mọi người. 1 2 3 đi. Rồi, đây là revert. Đi. Đi xong bay 1 2 1 cái cơ bản thôi. Anh em
thôi. Đi 1, 2. Mình có hướng dẫn chi tiết cho anh em rất là nhiều về con này ha. Đi 1, 2. Đi 1. Rồi anh em tới cái phần là reverb. Đây là cái dài ngắn nè anh em. Hey. Hey. 1. Hey. Mình tùy theo trong phòng mình ha. Đi 1. Hey. À. Đi. Cái này reverb về delay nha. Dễ lại phần reverb của mình ha. Đó thì xong rồi đó, nó rất là đơn giản luôn. Ví dụ cái này của mình tắt hú nè. Đi nó để nè. Thấy không? Đặt xuống hú đi. Đúng không? Xuống hú nó. Cái mì gọi là nó hút báo cạch. Thôi. Bắt nhiều quá anh tao lên tí. Đi 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 1 2. Thường là từ 60 tới 80 anh em mình để. Đi, rồi mình sẽ cả chỉnh xong mình mở trong hú luôn nha. Đi 1 2 3 đi sao. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Rồi anh em muốn sale lại nè. Mấy phần sale ha. Thì anh em xem lại thôi. Này, mức đây là mức mình bên chỉ anh em này, đây là mức khởi động nè. Mình khởi động lên nhiêu thì anh em cứ để lên nhiêu ha. Đây là hạn chế nè. Hạn chế cái một xíu đó, hạn chế không có chỉnh lên nữa đó. Ở đây. Đó. Đi. 1, 2, 3, 4, đi. Rồi. Đây là cái gì? Mức là khởi động. Đây là hạn chế. Đây là khởi động, đây là hạn chế nha anh em. Rồi anh em bấm vô cái phần này, anh em lưu lại. Ví dụ như 4. Đây là tên chế ha. Anh em xem lại, anh em làm sao anh em có mất cái file này, nó up ra ha. Rất là đơn giản. Rồi, đơn giản vậy thôi. À, thì thiết bị con này thì giá nó tầm anh em mua mà không có, mình không có setup tại chỗ thì giờ hiện tại giá nó là 5,2 triệu đến 5,5 triệu tùy theo mình hỗ trợ cho anh em nha. Thì trên đây mình nếu mà anh em là mua trên cái đơn mà mình đã làm hôm nay thì mình bán cho anh em là 5,2 triệu, 5,2 triệu một con ha. Cảm ơn anh em.